Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của VNQ. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ giải đáp các thắc mắc của các bạn, đó là cách để sử dụng phần mềm CapCut trên máy tính bằng phần mềm giả lập BlueStacks. Đầu tiên, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tải và cài đặt phần mềm giả lập điện thoại trên máy tính BlueStacks. Sau đó, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để đưa dữ liệu, hình ảnh, video và âm thanh từ máy tính lên phần mềm BlueStacks để các bạn có thể là sử dụng edit trên phần mềm CapCut. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cơ bản phần mềm CapCut trên máy tính. Cuối cùng, sau khi các bạn mà xuất file thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách để lấy dữ liệu, lấy file video của bạn từ trên phần mềm giả lập về máy tính để các bạn có thể sử dụng. Và không để các bạn chờ lâu, bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn nhé. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tải và kẹp cái phần mềm giả lập điện thoại trên máy tính BlueStacks. Đây, các bạn sẽ vào Google này. Mình sẽ dùng trình duyệt ẩn danh nhé. Ok, bạn vào Google. Rồi, các bạn sẽ gõ cho mình là BlueStacks này. Đây. Sau đó các bạn sẽ tải một cái phiên bản ở trên này nhé. Đây, sẽ tải phiên bản này. Ok, tải về. Rồi, mình sẽ bấm tải xuống đây. Sau khi các bạn tải xong thì các bạn sẽ mở cái file mà các bạn vừa tải về nhé. Đây, mở đây. Rồi, các bạn sẽ chạy ra luôn này, run. Yes này. Info này. Các bạn hãy chờ một lát để nó cài đặt nhé. Ok, sau khi mà các bạn đã cài đặt xong cái phần mềm này thì các bạn sẽ tiến hành là đăng nhập vào nhé. Các bạn sẽ vào cái cửa hàng Play Store này. Đây. Rồi, có một suy nghĩ này. Ở đây các bạn sẽ đăng nhập bằng email nhé, email hoặc là điện thoại. Nếu các bạn chưa có email thì các bạn có thể tạo email. Đấy, hoặc là nhập số điện thoại của bạn. Đây thì mình sẽ nhập email nhé. Ok. Đây là mật khẩu. Rồi, các bạn bấm vào đồng ý nhé. Rồi, đồng ý đây. Ở đây các bạn sẽ tiến hành là tải và cài đặt cái phần mềm CapCut trên cái phần mềm giả lập BlueStacks này nhé. Đây, các bạn sẽ search này, CapCut này. CapCut. Đấy, ok. Rồi, các bạn chọn cài đặt này. Ok, sau khi các bạn cài đặt xong thì các bạn có thể bấm mở nhé. Bấm vào này. Rồi, kết này. Như vậy là mình đã vừa cài đặt xong cái phần mềm CapCut trên máy tính. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để đưa dữ liệu, hình ảnh này, video và âm thanh từ máy tính lên cái phần mềm giả lập BlueStacks này để các bạn edit trên phần mềm CapCut nhé. Đây, mình sẽ bấm vào cái ngôi nhà này. Đây, quay về cửa sổ chính nhé. Đấy. Rồi, sau đó các bạn sẽ chọn vào đây này. Đây, chọn vào cái system app này. Rồi, các bạn sẽ chọn vào cái media này nhé. Ok. Ở đây các bạn sẽ import dữ liệu từ trên máy tính nhé. Nếu mà các bạn mà muốn import tất cả các dữ liệu thì các bạn chọn on này. Đấy, tất cả các dữ liệu, ví dụ như là hình ảnh này, video và âm thanh. Đấy, thì chọn vào đây. Hoặc không thì có thể là chọn vào picture này để chọn hình ảnh này. Video để chọn video này. Audio để chọn âm thanh này. Đầu tiên mình sẽ chọn on nhé. Ví dụ chọn on này. Sau đó các bạn sẽ bấm vào cái import from window này. Đấy. Các bạn sẽ chọn đến cái vị trí mà các bạn lưu cái file cần edit nhé. Đây, ví dụ mình chọn cái file ở desktop của mình nhé. Mình demo này. Đây, trong này. Đây. Các bạn sẽ chọn những cái file mà các bạn cần sử dụng nhé. Ví dụ mình ở đây mình bấm Ctrl A để chọn tất cả này. Ctrl A này. Gồm có hình ảnh này, video và âm thanh này. Open này. Đấy. Sẽ import lên hết cho các bạn này. Mình vừa đưa cái dữ liệu đó là video này, âm thanh và hình ảnh lên này. Đây, video các bạn thấy là đuôi MP4 này. Nhạc này. Đấy, ảnh thì đuôi JPEG này, JPG này. Đấy. Hoặc là các bạn cũng có thể là chọn vào từng cái mục này. Đây, ví dụ ảnh này, các bạn có thể là đưa lên thêm thì các bạn cho vào đây nhá. Đây, ví dụ import này. Ví dụ mình sẽ lấy một cái ảnh ở desktop này. Đây, mình sẽ có cái ảnh này nhá. Ví dụ mình lấy cái ảnh này lên này. Đấy, ok, open này. Đấy. Mình vừa import cái ảnh lên nhá. Cũng tương tự video này. Đấy, video mình đã vừa import cái này. Còn các bạn muốn thêm thì các bạn có thể thêm vào cách là cứ chọn vào cái import from window này. Đấy, xong đó đưa lên.
Mình chọn thêm một cái file nữa nhá, để tốt này. Đây, chọn cái file này nhá. Ok. Nếu mà file của các bạn nó nặng thì nó sẽ import hơi lâu nhá. Đây, nó đang chạy này. Đây, ok, cái video mình vừa đưa lên đây. Okay. Cái phần audio thì cũng tương tự thôi. Ok, mình đã vừa đưa dữ liệu từ máy tính lên phần mềm giả lập BlueStacks. Bây giờ mình sẽ mở phần mềm CapCut lên nhé. Các bạn sẽ bấm vào cái cửa sổ này, về nhà này, home này, về cửa sổ chính này, mở CapCut lên này. Ok, bây giờ mình sẽ tạo project mới này, new project này, hello này. Đây, cái file video mà mình vừa đưa lên này, đây, hai file này, ảnh này, đây. Bây giờ mình sẽ lấy một vài ảnh để ví dụ nhá. Đây mình sẽ chọn ảnh này. Một này. Đây, ok, ba cái này. Đấy. Ok, đây là ba cái hình ảnh mình vừa đưa vào phần mềm CapCut để chỉnh sửa nhé. Trong cái phần hướng dẫn về cách để sử dụng phần mềm CapCut này thì mình sẽ không nói chi tiết. Nếu các bạn mà muốn xem chi tiết thì có thể là xem trên kênh của mình có rất nhiều những cái video để hướng dẫn các bạn cách để sử dụng phần mềm CapCut này. Ok, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để đưa cái file nhạc, file âm thanh của bạn vào nhé. Đây các bạn sẽ chọn vào cái app audio này. Đây. Sau đó các bạn sẽ chọn vào cái show nhé. Ở trên này nó sẽ có sẵn những cái âm thanh của cái phần mềm này cho sẵn thì các bạn có thể sử dụng trên này. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để đưa cái file nhạc, file âm thanh của các bạn từ máy tính lên nhé. Đấy, như cái file lúc nãy mình đã hướng dẫn các bạn cách để đưa cái file nhạc lên đấy thì bây giờ mình sẽ lấy cái file nhạc đấy vào nhé. Đây các bạn sẽ chọn vào cái form này này. Đấy. Đây là bốn cái file mà mình vừa mới đưa vào ở trong cái phần trước mình hướng dẫn các bạn đấy. Đây thì các bạn có thể bấm vào đây chọn này. Đây. Chọn này. Đấy. Sau đó kéo thả vị trí này. Đây. Đấy, ok. À, mình ví dụ một đoạn đây, mình cắt cái này đi nhá. Đây. Để xóa đoạn sau đi. Rồi, ok, ở đây mình có thể cho thêm chuyển cảnh này. Đây. Đây, chuyển cảnh nhá. Rồi. Thêm cái chuyển cảnh nữa đây. Ok. Thì còn lại này. Sau khi các bạn edit xong thì các bạn sẽ tiến hành xuất file nhé. Xuất file đây. Bấm một cái mũi tên này. Rồi, các bạn chọn nó đăng này. Các bạn lưu ý nhé, sau khi mà xuất file xong ấy, thì cái video của bạn vừa xuất ấy, nó không về máy tính luôn đâu. Mà nó đang ở trên cái phần mềm BlueStacks này. Thì các bạn cần phải làm thêm một bước nữa thì mới có thể là sử dụng được cái file video của các bạn vừa xuất. Các bạn sẽ quay trở lại cái cửa sổ làm việc chính đây. Đây, chọn đây đấy. Các bạn sẽ chọn vào cái System App này. Đấy. Vào cái Media này nhá. Sau đó các bạn sẽ vào cái phần này. Đây, cái phần có biểu tượng cái thẻ nhớ này này. Đây, các bạn sẽ chọn vào đây nhá. Rồi, tiếp theo thì các bạn sẽ chọn vào cái phần đó là đây, PCIM này. Đây, vào Camera này. Đấy. Cái file video của bạn mà vừa xuất thì nó sẽ lưu ở cái mục này. Ok, bây giờ mình sẽ lấy cái file video mình vừa xuất về máy tính nhé. Các bạn hãy chú ý nhé. Các bạn sẽ bấm vào cái là Export to Windows này. Đấy, chọn đây. Rồi, các bạn sẽ select. Ví dụ như là các bạn có nhiều file thì các bạn sẽ chọn là Select All này. Đấy. Ok, sau đó các bạn sẽ bấm vào Export to Windows này. Rồi, tiếp theo thì các bạn sẽ chọn cái địa chỉ mà các bạn sẽ lưu cái file video này nhé. Ví dụ mình sẽ lưu ở trên desktop này. Mình sẽ chọn cái file... Mình sẽ tạo một folder đi. Tạo folder là xuất file này. Đấy. Sau đó mình sẽ chọn vào cái folder mình vừa tạo nhé. Rồi select folder. Ok, mình đã vừa đưa cái dữ liệu trên cái phần mềm BlueStacks về máy tính. Bây giờ các bạn chỉ cần là mở cái thư mục mà các bạn vừa tạo ấy để lấy dữ liệu sử dụng nhé. Đây mình sẽ quay trở về màn hình desktop này. Đây. Cái thư mục mình vừa tạo đây, tên là xuất file này. Đây, cái video mình vừa đưa nó về đây, các bạn xem này. Ok, như vậy là mình đã vừa hướng dẫn các bạn cách để sử dụng phần mềm CapCut trên máy tính bằng phần mềm giả lập BlueStacks. Các bạn có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi gì có thể bình luận dưới video, mình sẽ giải đáp. Hãy like và subscribe để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.